Xin kính chào tất cả quý vị các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Bảo Châu Alex. Hiện tại thì mình đang có mặt tại gia đình nhà chị Vân tại phường Tây Thạnh, quận Tân Phú. Và ngay bây giờ tất cả các kỹ thuật của Bảo Châu Alex Hồ Chí Minh đang chuẩn bị lắp đặt một bộ dàn âm thanh cao cấp cho gia đình nhà chị. Về bộ dàn này bao gồm những gì, như thế nào thì ngay bây giờ xin mời tất cả quý vị các bạn cùng theo dõi các bước lắp đặt của kỹ thuật viên của Bảo Châu Alex Hồ Chí Minh. Vừa rồi tất cả quý vị và các bạn đã được theo dõi quá trình đập hộp sản phẩm của cấu hình dàn cao kê nhà chị Vân. Và ngay bây giờ mình sẽ giới thiệu tới tất cả quý vị và các bạn chi tiết cấu hình của bộ dàn. Đầu tiên như các bạn đã thấy phía trước mình đây chính là một cặp JBL. Đây là model JBL KP4012. Tiếp theo trong bộ dàn thì sử dụng những thiết bị như là micro BCE UGX12V. Sử dụng đầu Việt KTV ổ cứng. Mixer sử dụng trong bộ dàn này đó chính là mixer BCE DP9002+. Và tiếp theo đó là sử dụng một cặp công suất Crown P5 kết hợp đấu để chơi cặp JBL 4012. Trong bộ dàn này còn có một thiết bị nữa, đó chính là cục sub điện karaoke JBL nhập khẩu nguyên chiếc. Model là JBL Cafe JBL 560P. Và ngay bây giờ xin mời tất cả quý vị và các bạn cùng thưởng thức chất âm của bộ dàn. Tất cả các kỹ thuật viên của Bảo Châu Alex Sài Gòn cũng như mình đã review giới thiệu tới tất cả quý vị cũng như các bạn cấu hình dàn cao kê của chị Vân tại quận Tân Phú. Chị vừa thanh toán tiền cho xong đây. Bây giờ thì mấy anh em đang chuẩn bị về. Xin hẹn gặp lại tất cả quý vị và các bạn trong một video lần sau.
Xin cảm ơn. Bạn lo lắng về giá thành, băn khoăn khi mua sản phẩm trả góp, bạn sợ lãi suất cao hay phân vân về thủ tục? Bảo Châu Alex sẽ giúp đập tan nỗi lo đó với chương trình trả góp lãi suất thấp. Bạn sẽ thả ga mua sắm, chỉ với 10% trả trước, bạn sẽ sở hữu ngay dàn âm thanh karaoke. Đừng bỏ lỡ,